Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn trên thị trường để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, mọi nhà đầu tư có thể đánh giá và trực tiếp thấy rõ về những giá trị giao dịch này trên thị trường. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ về những giá trị tôi ra vào lệnh trên thị trường, thì nhà đầu tư phải hiểu rằng trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện là phán đoán hay là gì nhỉ, cho rằng hoặc là nhỉ, tối nay giao dịch như thế nào hoặc là nhỉ, hôm nay giao dịch như thế nào trên thị trường, và bản thân chính nhà đầu tư phải là người quyết định, tự chủ nhìn nhận và đánh giá về mọi giá trị đó trên thị trường giao dịch Forex. Muốn vận dụng một phương pháp nào đó vào trong thị trường thực tế, muốn giao dịch thành công hay không ở trên thị trường, là bản thân nhà đầu tư phải hiểu rõ, phải trải qua cả một quá trình dài để luyện tập nhìn nhận và đánh giá, và phải tập từ những bước ban đầu ở trên thị trường giao dịch Forex này để làm sao bản thân nhà đầu tư hiểu được rõ về mọi giá trị, kiểm soát được rõ về mọi giá trị của kiến thức hay của phương pháp mà bản thân nhà đầu tư đang vận dụng, đang áp dụng vào trong thị trường thực tế. Có như vậy bản thân chính nhà đầu tư mới là người tồn tại và gì nhờ, dần dần mới có thể hiểu rõ về những giá trị ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Không có giá trị của kiến thức, không có giá trị của phương pháp nào có thể giúp được cho nhà đầu tư có thể tồn tại và được tạo ra những giá trị lợi nhuận giống như bọn lừa đảo ngoài kia trên thị trường giao dịch Forex, như áo quần Forex thế giới, hoặc pro trader, hoặc là chuyên gia Forex, chủ các kênh YouTube đang chia sẻ về các phương pháp, chủ các diễn đàn Forex đang chia sẻ về các thứ kinh nghiệm Forex, nhưng thực chất ra là sao? Toàn những bọn lừa đảo, bịp bợm, toàn những bọn đang thúc chết nhà đầu tư để đưa nhà đầu tư tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, để bọn nó đưa nhà đầu tư, bán cho nhà đầu tư những giá trị kiến thức mà ngay cả chính bản thân bọn chúng còn không vận dụng, không áp dụng được vào trong thị trường. Vậy thì làm sao nhà đầu tư có thể đem ra để mà đưa vào trong thị trường thực tế để tạo được ra những giá trị lợi nhuận cho chính bản thân các bạn? Mỗi một phương pháp cần phải có cả một quá trình dài trên thị trường về đầu tư để nhà đầu tư nhìn nhận, trải nghiệm. Và trước khi nhìn nhận, trải nghiệm thì bản thân nhà đầu tư phải thấy rõ được những giá trị này, vận dụng vào trong thực tế từ chính những người thầy hoặc chính những người có giá trị ở trên thị trường. Họ chia sẻ, họ phải minh chứng bằng thực tế để nhà đầu tư kiểm chứng, đánh giá được toàn bộ những giá trị này trên thị trường về đầu tư Forex. Có như vậy bản thân các bạn dần dần mới có thể hoàn thiện, dần dần mới có thể tạo được ra những giá trị lợi nhuận cho chính bản thân các bạn trên con đường tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Và nhà đầu tư có thể thấy rõ điểm vào ra lệnh trên thị trường. Tôi ăn hơn 2.000 bit ở trên thị trường và chứng minh bằng thực tiễn. Và tài khoản này tôi chỉ đánh một lệnh dài ở trên thị trường, nhưng tôi không vận dụng về các phương pháp như đánh scalp, đánh lướt hoặc là đánh swing ở trên thị trường, mà thì nhà tôi chỉ để vào đây một lệnh và tôi cũng không thêm ra giảm khối lượng ở trên thị trường. Vậy thì những giá trị họ nó đi lệnh trên thị trường chỉ có đúng một lệnh này chịu ở trên thị trường mà thôi. Và nhà đầu tư có thể theo dõi tiếp các tài khoản kế tiếp ở trên thị trường để đưa ra cho bản thân các bạn những giá trị nhìn nhận, những giá trị đánh giá khác nhau ở trên thị trường. Bởi có những tài khoản tôi sẽ đi khối lượng lớn hơn, có những tài khoản tôi sẽ đi khối lượng nhỏ hơn, và có những tài khoản tôi sẽ đi khối lượng bằng để minh chứng bằng thực tiễn. Có những tài khoản tôi sẽ nhồi lệnh và có những tài khoản tôi sẽ không hề nhồi lệnh ở trên thị trường về đầu tư Forex này, để minh chứng bằng thực tiễn về chính những giá trị kiến thức của từng phương pháp và nhà từng giá trị của khối lượng để gửi đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư nên nhớ rằng để giao dịch được thì cần phải những giá trị thực tiễn, và chính những giá trị thực tiễn này mới có thể giúp nhà đầu tư tồn tại và nhà thích nghi ở trên thị trường, hiểu để mà điều chỉnh, hiểu để mà sai, để mà nhìn nhận được rõ cái sai ở trên thị trường và đánh giá được rõ những giá trị đúng ở trên thị trường, và những cái sai mà nhà đầu tư nhìn nhận ra thì có thể né được ở trên thị trường đầu tư Forex này. Bản thân chính các nhà đầu tư khi không hiểu rõ về mọi vấn đề ở trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, mọi giá trị của phương pháp kiến thức chỉ là những giá trị lặp đi lặp lại ở trên thị trường, đó là những giá trị mất mát sai lầm của bản thân các bạn trên thị trường để giao dịch Forex này mà thôi. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này, chia sẻ và minh chứng bằng thực tiễn để gửi đến nhà đầu tư. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư.